Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện Góc Nhỏ Radio Kênh kênh youtube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 101 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả chạch chư qua bản dịch tại Góc Nhỏ Radio. Các bạn nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Góc Nhỏ nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúng ta bắt đầu nội dung của tập 101 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác gia Trạch Trừ qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nhé. Chủ nhân nơi hoàng cung nhìn thấy hứa ứng diện hóa ra thiên đạo phù văn liền đem thiên kiếm lập tính kéo đi bảy thành lực lượng không khỏi lộ ra kinh ngạc thất thà nói Vị thần Có hy vọng rồi Ở phù cận Có một cổ khí tức cường hoành Tản mát ra dao động kinh người Nhưng cũng chính là những khách câu cá Giống như hắn nhìn thấy tình hình này Khó có thể che giấu được Thế cho nên đã bay lộ được nơi hành tung Hứa ứng tay bắt lên bầu trời Trực tiếp túm lấy cái vân Hóa thành cái áo tròn thiên đạo Một màn này thật sự là rung động Nhất là đối với những lão quái vật Sợ thiên kiếp như là bọn hắn mà nói Thì hữu ứng có thể làm tan sở lực lượng thiên kiếp Đồng dạng cũng mang đến cho bọn họ hy vọng phi thăng Bọn họ lần này tới là tìm cơ hội Thu hoạch hạo kinh luyện khí sĩ cùng với chu thiên tử Không nghĩ tới là nhìn thấy một màn như vậy Không khỏi tâm thần kích động <laughs> Hy vọng độ kiếp phi thăng của chúng ta Cũng sẽ được ở trên người của hắn ẩn còn có nào tổ động thiên nữa có được cái động thiên này có thể giúp chúng ta hoàn toàn luyện quá thiên dược á trường sinh như lão tròn thiên đạo buộc trên người của mỗi người á hứa ứng đi xuống đang thiên đài áo tròn phía sau còn đang run rẩy không ngớt mỗi khi run rẩy một chút liền có kiếp uy khủng bố bộc phát dưới áo tròn nhưng mà uy lực cũng không có tiết ra ngoài sau đó lại bị áo tròn hấp thu hứa ứng đi ra khỏi hạo kinh đi đến bên cạnh sở tương tương đưa tay cởi cái áo tròn thiên đạo xuống khoác lên vai của thần nữ cười nói <cười> thiên đạo phi phong này tặng cho ngươi ta muốn ta muốn giúp ngươi với thêm mấy đạo phù dân thiên đạo nữa ngươi nếu là sợ ta khuấy động tay chân trên người ngươi thì ta đành phải tặng ngươi cái bộ áo tròn này thôi sở tương tương vội vàng từ chối chuyện này chuyện này làm sao có thể chứ đây là do hứa thúc thúc liều mạng Lấy được trong tay Ta có thể muốn của thúc thúc Hứa ứng ra vẻ chậm mặt Nói Đây là lễ vật Thúc thúc ta tặng cho cháu gái Làm giảng bối há có thể từ chối chứ Thôi nào thôi nào Ta sẽ buộc lên vai của ngươi Trong đó Có một đạo thiên đạo phù văn Tên là thiên hoàng Vòng hoàng đang xen Áo trọn thiên đạo này liền vững vàng khoác trên vai của sở tương tương. Sở tương tương cùng hắn lần đầu tiên gần nhau như vậy, chỉ cảm thấy khí tức của hắn đập vào trong mặt của mình, nhịn không được nữa mà tình đầu nảy sinh. Tương thủy cũng hơi rung chuyển, mỹ nhãn như tơ nhìn hắn thật sâu, ôn nhu nói. Thúc thúc, đối với ta thật là tốt. Hứa ứng nhìn với ánh mắt như là nhu thủy, nhìn nàng, có một chút ý loạn. Vừa vặn nhắc nhở mình Nàng chính là con gái của đạo quân Thương Ngô Chính là đại chất nữ nhi của mình Thương Ngô phó thác cho mình Mình há có thể làm cầm thú chứ Chỉ là đại chất nữ nhi này Quả thực rất là đẹp mắt Được nhiên Đạo y bùng nổ Một đạo thiên lô từ trên trời giáng xuống Thẳng tắm rơi xuống Nổ về phía chu thiên tử chu thiên tử rốt cuộc cũng bắt đầu độ kiếp Cảnh giác Tướng sĩ đại chu nhau nhau thúc giục pháp bảo của mình, Chứng thủ tứ phương, thủ hộ chu thiên tử độ kiếp. Uy lực của thiên kiếp chỉ còn lại có ba thành, nhưng vẫn là kinh thiên động địa như cũ. Đánh rơi đầu tiên, liền đánh cho chu thiên tử da chóc thịt bông, nguyên thần bị hao tổn. Siêu cấp thiên kiếp, chưa bao giờ có người trực tiếp dùng thân thể nguyên thần để chống lại. Chu thiên, chu tệ vân, vẫn là bắt cóc thiên thần, để cho thiên thần giúp mình độ kiếp. Còn từ phúc là dùng thần thông của hứa ứng cùng với ba 000 thiên khí mô phỏng để đối kháng với thiên kiếp cũng không dám dùng thân thể nguyên thần đối kháng nhưng mà chu thiên tử thì lại đắm chìm trong thiên kiếp tùy ý để lôi kiếm đánh lên người của mình uy lực của thiên kiếm nổ đến da thịt của hắn bị bong chóc đem nguyên thần của hắn suýt chút nữa đã đánh tan nguyên khí của bản thân đạo tưởng đều bị thiên kiếp đánh cho xuất hiện rất là nhiều vết nứt thần thức cũng thiếu một chút nữa đã tan vỡ nhưng mà sau một khắc Chú thiên tử đã thúc giục công pháp giai thịt nghiện nát đã bắt đầu sinh sôi nảy nở Nguyên thần tự tu bổ Nguyên khí càng thêm ngưng thật Một lần nữa là quan tưởng Và cố đạo tượng ngưng luyện thần thức Vô lượng là chu tệ vân hay là tự phúc Đều là đối kháng với thiên kiếp Mà sách lược của hắn là khác nhau Hắn lại lợi dụng thiên kiếp Hoàn thành một hồi rèn luyện Cùng với lột xác trước nay chưa từng có thiên lộ đã đức Hắn đã không thể phi thăng, Không cách nào tiến vào tiên giới Để thải khí, để tu chân Hoàn thành lột xác Như vậy, hắn liền mượn uy lực của thiên kiếp Trong quá trình độ kiếp Hoàn thành cái chấn lột này Hành động này cực kỳ là hung hiểm Không đối kháng thiên kiếp Tùy thời có thể chết với thiên kiếp Hứa ứng vốn định cùng với sở tương tương Rời khỏi trung tâm lôi kiếp Tìm được một địa phương yên tĩnh Giảng giải thiên đạo phù vân trên áo trọn trợ giúp sở tương tương lĩnh ngộ dù sao hắn đã gạt bỏ bảy thành lực lượng của thiên kiếp so với dự tính còn nhiều hơn một thành chu thiên tử tất nhiên có thể vượt qua thiên kiếp không cần hắn quan tâm nữa nhưng mà phương thức độ kiếp của chu thiên tử lại làm cho hắn dựng bước lộ sơ vẻ kinh hãi cờ mãn Tam vốn tưởng rằng khí độ khí tượng cùng với trí tuệ cũng đều không bằng tổ long không nghĩ tới người vẫn làm cho ta ấn kinh ngạc cơ hứa ứng thấp giọng nói Giả tâm của chu thiên tử đã có thú đoạn cũng có cũng có nghị lực điểm tâm có can đảm mạo hiểm ở trên của ngải sơn ngốc tử a phúc nhìn đến một màn này cũng có một chút kinh ngạc mà quá hắn kinh ngạc không phải là chu thiên tử mượn tiên kiếp rèn luyện chính mình tiến hành lột xác nhân dân mà là kinh ngạc bởi vì một chuyện khác người nguyên bản có sáu thành phần thấn hiện tại thi chuyển ra lại có đến bảy phần ta vốn có mười phần thấn nhưng mà luyện khi mà kết thúc là một thành cũng không có Giận khí cũng là một loại thực lực sao chứ hắn ngửa mặt nằm xuống trong lòng có một chút không cam lòng chủ nhân nơi hoàng cung và những khách câu cá khác nhìn thấy ứng tước đi bảy thành uy lực của thiên kiếp liền biết lần này vô duyên thu hoạch Hạo Kinh đang muốn cùng nhau nhau rời đi thì đột nhiên chú ý đến tình hình độ kiếp của chu thiên tử trong lòng mỗi người đều khẽ động Cầu thiên tử độ kiếp đích xác rất là có ý tưởng không nghĩ tới những cái hành động này cũng khiến cho mình bị thương nặng cho chúng ta cái cơ hội đó đám người chủ nhân nơi hoàng cung dừng lại tiếp tục nhìn chung quanh một ly hái đã được mài sẵn chờ thu hoạch Chu thiên tử là vật vô chủ thuộc về tỏi tây ở trong đồng cũng không phải là ai trồng bởi vậy vô lượng cách câu cá hay là lão rau hẹ đều có thể thu hoạch bọn họ ẩn nấp trong bóng tối một đôi ánh mắt nhìn chăm chú hạo kinh thời thời khắc khắc chờ đợi ra tay nhưng mà cùng với thiên lôi không ngừng bổ xuống thực lực tu vi của chu thiên tử dĩ nhiên không đùi mà lại tiến lên từng đạo thiên lôi bổ vào trong thiên linh cái của hắn nổ tung trong cơ thể của hắn nổi tung trong khu vực hy di của hắn theo lý mà nói sẽ làm cho vết thương của hắn càng thêm tổn trọng nhưng mà thiên lưu đánh xuống quy lực ở trong cơ thể của hắn là bộc phát dĩ nhiên là đem trong cơ thể của mình tất cả những tiên dược đều được luyện hóa rất nhiều lực lượng tiên dược ở bốn phía bốn phương tam hướng sông tới làm ẩm thân thể của hắn nguyên thần nguyên khí thần thức lực lượng cùng với âm dương nhị khí của hắn đồng thời thiên lôi đối với nhục thân nguyên thần nguyên khí, thần thức lực lượng cùng với âm dương nhị khí đều có rèn luyện. Để làm cho thực lực cùng với tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Phương pháp độ kiếp này của chu thiền tử chính là cổ pháp. Chủ nhân nơi hoàng cung nhìn thấy, xe người lặng lẽ rời đi. Một tuyệt đỉnh cao thủ tu vi thực lực thời thời khắc khắc ở trong thiên kiếp đột nhiên tăng mạnh, ám toán hắn, tuyệt đối không phải là một quyết định chính xác sau lương chu thiền tứ khẳng định là còn có một truyền thừa cố xưa có người nói cho hắn biết đây mới là phương pháp độ kiếp rèn luyện chân chính trong lòng hắn yên lặng nói tuy rằng ta cũng biết phương pháp này nhưng mà ta lại không có người nào có thể giúp ta tước đi bảy thành uy lực của thiền kiếp kiếp vân bốn phía một đám thân ảnh ẩn nấp ở chỗ tối đã rời đi. Thái sư Khương Tệ cộng lưng đeo thiên chu kiếm, thời thời khắc khắc cảm ứng ở bốn phía. Vừa rồi hứa ứng kéo thiên kiếm làm áo tròn đã để, để cho những cao thủ ẩn nấp ở trong bóng tối kia không tự giác được và bại lộ hành tung. Vì hắn âm thầm nhớ kỹ phương vị, giờ phút này những cao thủ này lần lượt rời đi, làm cho hắn cũng thân vào nhẹ nhõm. Lần đổ kiếp này, hứa đạo hữu đã tước đi thiên kiếp, bây hạ cũng không chịu thua kém mới tránh khỏi nhân quả như hôm nay thiên thời đi lợi nhân quả ưu thế đều ở chỗ ta ta cũng có thể kề cào gối không lo lắng rồi nhưng mà trong nháy mắt khí tức của hắn thả lỏng một sợi tơ vô hình đột nhiên quăng tới trên sợi tơ có một cái móc cầu bá là một cái ôm lấy chu thiên tử một màn này vô luận là thái sư khương Tệ hay là luyện khí sĩ đại chu khác hoặc là có đám người chu thiên tử đều không ngờ tới chỉ thấy sợi dây cá kia run rẩy không ngờ lại câu được một miếng của chu thiên tử nên đón tiên kiếp trên bầu trời bay đi thấy sư khương tệ không cần chi tư tế lên thiên chu kiếm một tiếng sát khí xuyên qua thiên địa chặt đứng cái sợi dây câu cá kia một đạo lâu định vô cùng thô to rơi xuống thẳng tắm bổ vào đỉnh đầu của chu thiên tử đem hắn tự giữa không trung đánh xuống hung hăng nở nó trên hạo kinh đăng tiên đài những luyện ký sĩ của đại chu khác thấy thế một đám tiếp dục pháp bảo trường kiều bơi lên trên không trung áp hướng một chiếc thuyền dạt về phía kiếp vật thiên thiên sư đệ của người tới lấy đầu chó của người với chu thiên tử á hứa ứng lớn tiếng nói với phi la phong trên phi la phong chút tiền tiền chở mắt nhìn người mới là đầu chó Đằng lúc nói chuyện thì pháp bảo của đại chu luyện khí sĩ đã ngân đón dịp biển thuyền sắc mặt có chút thiền thiền đột biến không hay rồi bọn họ không nên dần những pháp bảo nam tiểu đội nón lá chuyên đạp thuyền nhỏ thuyền rất là nhỏ còn không có thân thể ngắn dài dẫm lên trên thật giống như là dẫm lên trên một mảnh la lớn nam tử đội non lá nghênh đón cái cây cầu dài nằm trên sống dâu lông thanh động đã sống lại Kỳ lân thanh đồng cũng đã thức tỉnh Lớn nhỏ gào thét không ngừng Tạo mắt ra hung khí ngập trời Có thể so với cự thú Thời thượng cổ để chuyển thành Nhưng mà sau một khắc Nam tử đội non lá một quyền đánh ra Chỉ nghe ban lên một tiếng Mà kể là thanh đồng kỳ lân dâu long gì hết Hay là trường kiều gì cả Hoặc là sông dài dưới cầu Hết thể không có bị luyện ký sĩ Đại Chu Khống chế nữa Lạc ấn của bọn họ đã bị xóa đi trực tiếp vô luận là kỳ lân giác long hay là trường kiều trường hà ngược lại đánh tới bọn họ bọc sát ra uy năng khủng bố uy lực so với lúc bọn họ tế lên trong tay còn lớn hơn vài phần ba một tiếng một chiếc thuyền con chở nón năm tiểu đạo nón lá ở dưới cầu dài bay qua đây là một quyền nện vào trong cái tòa nhà đè xuống đại chu luyện khí sĩ ở bên trong tòa nhà lập tức bị tòa thần lâu này cắn chả Tòa thần lâu này chính là trọng khí Dĩ nhiên ngược lại là chấn áp bọn họ Đem bọn họ phong cấm ở bên trong lông Không cách nào thoát thân Cái con thuyền con từ phía sau bay đến Nhìn đón một cái đại đỉnh Lại là ba một tiếng Đại đỉnh này lại đem luyện khí sĩ tế lên nó Đánh vào trong miệng phun ra món tươi ngã xuống Một vị đại chu tướng quân cả người dấp vàng vọt tới Trên người vũ khí đầy đủ Có 18 loại binh khí bay lên Chém xuống nam tự đoàn non lá sau một khắc, chỉ nghe bang bang vài tiếng, những cái vũ khí kia cấm ở trên người kim giáp tướng quân. Ngay cả kim giáp trên người của tướng quân đó cũng biến thành vũ khí phong tỏa hắn, nhốt hắn trong giáp trụ không thể động đẩy. Bang bang, bang bang. Nam tiểu đội non lá một đường đánh tới, ba ngàn đại chu luyện khí sĩ lại không thể ngăn cản được. Pháp bảo trong tay có bọn họ trong nháy mắt đã tiếp xúc liền bị nam tiểu non lá kia đánh làm cho phản loạn dấu ấn hoàn toàn đã không có nữa biến thành lạc ấn của đối phương ngược lại đem bọn họ giết chết đến người ngã ngựa đổ mục tiêu của nam tử đội nón lá chính là chu thiên tử một đường tàn phá ba ngàn luyện khí sĩ đánh lui quả thực kinh diễm thế nhật cho dù là hứa ứng tượng giao thủ với hắn cũng nhìn thấy hoa mắt thần dị thầm khen một tiếng lúc trước ở trên mặt sông nại hà nam tử đội non lá cũng không có hiển lộ ra kỹ nghiệp kinh người như thế này. Nhưng mà vào lúc này một đạo kiếm quang phím hàng khí đánh úp lại. Thiên đạo đạo uy từ trong kiếm khí kia bộc phát, chỉ thẳng vào mi tâm của nam tử đội non lá, chính là Thái sư Khương Tệ đã tới lên thiên chu kiếm đánh tới trước mặt. Nam tử đội non lá tiện tay vỗ một cái, vỗ lên thiên chu kiếm. Nhưng mà lúc này đây là không thể phát ra một tiếng vang nhỏ, làm cho trong lòng hắn cả kinh. Hắn lại không biết là cái kiếm này là do Thái sư Khương Tệ thỉnh chút thiền thiền tự mình ra tay để xóa đi lạc ấn của tiên giới đánh dấu ấn của chính mình lên chút thiền thiền luyện rất là nghiêm túc nam tiểu đội non lá cố nhiên là một kích này đem lạc ấn xóa đi nhưng mà không kích nào ở trên lạc ấn của chu tiên kiếm xóa được trong lòng hắn trầm xuống bỗng nhiên mất đi tiên cơ ở trước mặt thái sư khương tệ một cái chí giả bực này đã mất đi tiên cơ thì cực kỳ đáng sợ liền thấy chu tiên kiếm tăng vọt đem cổ tay của hắn chặt đứt mũi kiếm mũi nhọn này đâm thẳng vào mi tâm của hắn mắt thấy nam tử đội non lá sắp chết tươi dưới chu thiên kiếm thì đột nhiên có một tọ phi la phong hô lên một tiếng quét tới đem khương thái sư cùng với chu tiên kiếm cùng với nam tử đội non lá hết thể quét bay thái sư khương tệ kêu lên một tiếng đau đớn bị phi la phong đè đến ký tức bất ổn nam tử đội non lá này nhân cơ hội gặp tay bắn ra thiên chu kiếm rời tay bay tới Thái sư Khương Tệ vội vàng đuổi theo thiên chu kiếm Miễn cho cây kiếm này bị nam tử đội nón lá lợi dụng Dùng để giết ngược lại bọn họ Gây nên đại họa Hắn đuổi theo thiên chu kiếm Thăm dò một chút Thì lúc này mới yên tâm Thiên kiếm vẫn đang tiếp tục Tường đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống Chiếu sáng thế gian Bên cạnh lôi đình Nón của nam tử đội nón đã bị nghiền nát Thuyền nhỏ dưới chân cũng bị phi la phong nghiền nát lộ ra một cái gương mặt thiếu niên nhìn như là trẻ con. Mang theo về trẻ con đã có vài phần nham u cùng với thê lương. Bên kia lôi định giúp thiền thiền cũng là một thiếu nữ, xinh đẹp, mang theo giả tính như là một con báo cái rất là hung dữ. Tiểu Huy, người, người thật có tiền đồ, người đã học các sao hẻ rồi. Chúc thiền thiền giận dữ, Rân dậy, nói. Ta trước khi đi có dạy ngươi làm sao hả Để cho ngươi hảo hảo là một con người Hiện tại Ngươi ngay cả người cũng không chịu làm Để làm yêu ma ăn thịt người Nam tử đòi non lái cười ha hả Giống như khóc kể Ngươi <laughs> Ngươi dạy ta như thế nào hả Ngươi bỏ lại ta Chạy trốn còn dạy ta như thế nào Ta cho rằng tông môn này của chúng ta Sư tôn sau khi đi Thì còn có sư tỷ ngươi không nghĩ tới ngay cả người cũng từ bỏ ta người chạy đến bỉ ngạn trường sinh vĩnh thọ ta ở lại thiên công môn cho rằng mình có thể tu thành thành công đi đến bỉ ngạn tìm ngươi nhưng mà nhưng mà không có ngươi cổ quyển ở trong tông môn ta căn bản là không hiểu được ta không thể thành tiên sư tỷ người ta chẳng qua là cô nhi bị người dứt bỏ mạ thôi có đúng không hả ánh mắt của hắn nhìn chung quanh bốn phía nhìn về phía những đại chu liệt ký sĩ ở hậu kinh cười ha ha nói <laughs> có đúng không ta là cô nhi vì những quyền quý như các ngươi dứt bỏ mà thôi ta cùng với sư tỷ giúp các ngươi chế tạo bỉ ngạn thần chu ở trên thần chu lại không có vị trí của hai tỷ đệ của chúng ta các ngươi trước là bỏ lại hai tỷ đệ của chúng ta sau đó là sư tỷ của ta lại giúp bỏ ta cuối cùng Hắn ngẩng đầu lên Nhìn về phía kiếp vân trên bầu trời Mỉm cười nói <cười> Ngay cả phiến thiên địa này Cũng như bỏ chúng sinh <laughs> Bọn họ Bọn họ đã ăn hết tất cả luyện khí sĩ Chỉ có ta may mắn sống sót Ta nếu là không đi ăn thịt người Thì ta phải chết Ta nếu là không ăn thịt người Ta sẽ bị người ta ăn thịt suy tỷ Ta chỉ có thu hoạch thế nhân mới có thể sống sót đến đây hắn dàn cánh tay ra phía sau hiện ra sáu đại động thiên vừa mới bị hắn đánh rơi những pháp bảo kia Nhào nhào bị hắn điều khiển nổi lên giữa không trung nửa hạo kinh đã ở trong tay của hắn Sự tỷ ta dùng hạo kinh cho của ngươi luyện để mài tán các ngươi thân hình của hắn di động bốn phía tất cả pháp bảo đồng thời bộc phát ra hết thể uy năng hướng mọi người mà công tới. Hứa ứng nắm tay sở tương tương, chết đi những dư uy pháp bảo trùng kích từ trên xuống dưới. Tay của nữ tử kia bị hắn kéo kéo, quần áo phiêu động, một lần nữa xoay tròn, liền có một tia nước bắn tùng tóe. Trên bầu trời hạo kinh, quy luật của những pháp bảo kia tuy rằng là cường đại, nhưng mà đạo pháp cũng đã áo diệu tinh thâm. Nhưng cũng không cách nào làm thương tổn đến bọn họ Mặc dù có dư ba đánh sâu vào trong nơi đây Cũng sẽ bị áo tròn sau lưng sở tương tương Tạo nên gợn sống hóa giải Cái bộ áo tròn này ẩn chứa bảy thành siêu cấp thiên kiếp năng lượng Bị hứa ứng luyện chế thành bảo vật Có thể nói là uy lực kinh người Sở tương tương Thấy hứa ứng không có một chút ý tứ tương trợ Cho nên vội vàng nói Chúng ta không hỗ trợ sao? Chùa thiên tử để giúp chúng ta không ít việc á. Ta trả lại nhiều hơn Ánh mắt hắn Sầu kính nói Chỉ là một khách câu cá Nếu mà cơ mà hắn cũng không ứng phó được Còn cần ta ra tay thay hắn Ngược lại ta sẽ khinh thường hắn Huống chị Đây là do Dương Triều Đại Chu Nợ tỷ đệ bọn họ Thiền thiện có thể bỏ qua hiểm khích trước kia Ngăn cản sư đệ của nạn Không có tạo ra nhiều giết chóc Đó xem như là nhân từ rồi sở tương tương khó hiểu hứa hướng vừa xem cuộc chiến vừa đem nguyên nhân trong đó nói cho nàng nghe thiên công môn chính là một môn phái thời đại chu tuy rằng không có tịnh vượng nhưng mà trong cửa đều là cao thủ cùng với nhân vật thiên tư thông minh môn chủ thiên công môn cũng chính là sư phụ của chút thiên thiện phụ tránh thiết kế rèn lên Thiên thành hạo kinh cho chu thiên tử sau khi hạo kinh được thiết kế ra thì thiên công môn chủ phát hiện mục đích của chu thiên tử là cử triều phi thân để cho ba ngàn đại luyện khí sĩ đại chu mạnh nhất tọa chấn ở thiên thành đạo tượng bao phủ thế giới nguyên thú bắt cóc chúng sinh tập hợp lực lượng của thế giới nguyên thú đối kháng với siêu cấp thiên kiếp dùng cái mục đích này để phi thân nếu là bị chu thiên tử đạt được mục đích thì toàn bộ thế giới nguyên thú sinh linh đồ thánh toàn bộ ngọc nát đoạn không có khả năng nhân sinh còn. Bởi vậy, thiên công môn chủ bằng mặt mà không bằng lòng. Khi chế tạo hạo kinh luôn không có dụng tâm để kéo dài thời gian duy trì. Về sau, chúc thiền Thiện tu vi đại thành, trò giỏi hơn thầy. Chu thiên tử thấy nữ nhân này bản lĩnh còn cao hơn cả thiên công môn chủ. Vì thế lấy danh nghĩa lười biến tha mạc, chém thiên công môn chủ, lệnh cho chúc thiền Thiện tiếp tục xây thành. Không ngờ thiên công môn chủ ngôn truyền thân giáo đã sớm cảnh cáo chút tiền tiền vì cứu thương sinh tuyệt đối không thể luyện thành hạo kinh chút tiền tiền cũng có thể kéo dài thì kéo dài luyện hạo kinh nhưng mà chỉ luyện được có một chút lại còn liều mạng yêu cầu tài liệu luyện thành không kiên lễ gì việc tham ô đem hạo kinh trở thành cái vật liệu thừa thải chu thiên tử vốn định giết nàng đề bạc sư đệ của nàng làm thiên công chủ quản rèn lên hạo kinh nhưng một chút thiền thiện học khôn ngoan biết được đạo lý đồ đệ giáo hội giết sư phụ cũng không truyền thụ cho đệ đệ bao nhiêu bản lĩnh thật sự chu thiên tử không làm gì được cũng không thể không dùng nàng Để cho đến khi chuẩn bị bỉ ngạn thần châu thì chút thiền thiện cùng với sư đệ luyện thành thuyền này nhưng mà ngày lên thuyền lại không có phần của hai tỷ đệ bọn họ chút thiền thiện không có động tay động chân ở biển ngạn thần chu mà chỉ là do đám người chu thiên tử sống ngàn năm để cho bọn họ có thể còn sống trở về đó là nhân chí nghĩa tận rồi về sau chúc thiền thiền dùng tài liệu tham lam luyện đến một kiện thần châu bỉ ngạn khác có lại sư đệ đi thẳng đến bỉ ngạn đó chính là ân oán giữa sư tỷ sư đệ bọn họ trên bầu trời phi la phong gào thét xe tròn các loại pháp bảo từ trong ngọn núi này bay ra có chung đỉnh có thác nước hồng kiều có đình đài lầu cát có đào thương kiếm kích tất cả đều có tỷ lệ có hai người đối với việc khống chế pháp bảo đều đạt đến thành tựu mà người khác khó có thể đạt được hai người xuyên qua từng kiện pháp bảo nam tử đờ nôn lá Tới lên một cái đại đỉnh ở trong đỉnh chính là một mảnh luyện hóa trường thủy hỏa giao hòa như là cái cối xoay úp xuống áp xuống chút tiền thiện ở trong luyện hóa trường chính là trăm ngàn loại đạo tượng bất đồng hỏa long hỏa phượng hỏa xà hỏa kỳ lân thủy thần ly long cung bằng giao long thủy hỏa giao luyện chúc thiền thiền tới lên một cái chuông đồng xuyên qua thủy hỏa đạo tràng xâm nhập vào trong đỉnh vết ngoại chuông đồng vạn vật vạn loại đạo tượng bắn ra khi mà đang lên một tiếng thật là lớn truyền đến đem thủy hỏa giao luyện đạo tràng kia đánh xuyên qua Chúc thiền thiền nhân cơ hội này xông vào trong đại đỉnh Một trưởng đánh vào trong vách đỉnh Đại đỉnh lập tức bị nạn luyện hóa Phản công đến nam tử đầu nón Cùng với chuông lớn trên đỉnh đầu của nạn áp tới Nam tử đầu nón lá Cái chuông kia có một chút quen mắt ha? hả? Hả? Chuông giá? Chuông giá? Hướng ứng vừa vàng buông bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của sở tương tương ra Tìm kiếm khắp nơi Thí chung không có phát hiện ra tung tích của chu lớn trong lòng biết đã không ổn rồi vội vàng kêu lên thất giả dạ. người có nhìn thấy chuông gia không hả tuy nhiên Ngoan thất cũng không thấy tung tích hứa ứng trong lòng giật mình chợt biết lại chuông lớn và ngoan thất đi đâu chuông đồng vừa rồi chút tiền tiền tế lên nhất định với là chuông lớn không thấy nghi ngờ chút tiền thiện thì biết tu việc mình không đủ rồi ra kém sai nằm tiểu non lá Mới vậy để mời Trung gia ra tay rồi Hứa ứng trong lòng tự an ủi mình Nhưng mà lập tức liền không lừa mình với người nữa Hơ, Nhất định là tiểu nương bị chút tiền thiền này Dụng trộm ở trên người Trung gia cùng với thất gia Đây lại lạc ấn không biết là bao nhiêu lần của mình ép buộc Trung gia cùng với thất gia Vì nào mà bán bạn nữa mà 110 vị luyện ký sĩ đại chu kết thành đại trận đánh tới Xong vào trong đại dương mênh mông của mảnh pháp bảo này liền muốn kéo nam tử đón lá vào trong trận Trung tâm tòa đại trận này Có tiên quan phá trận mà ra Đó cũng chính là một tòa tiên gia trận pháp Để cho đến đạo tiên quan phá trận kia liền thấy được một bức ký châu đạo tượng phóng lên trên trời Lèn kèn liên tục phá hơn 10 kiện pháp bảo cực là lớn yểm hộ sáng trận hướng nam tử non lá phong tới Nam tử non lá đối mặt với chút thiền thiền Cùng với những đại chu luyện khí sĩ này vây công cũng không chút hoảng hốt không những là không hoảng hốt mà thậm chí còn có thể ung dung điều động các loại pháp bảo đem công kích của bọn họ ngăn cản để cho tiên trận không cách nào tiếp cận được những luyện khí sĩ đại chu khác cũng có thành từng trận thế ở trong trận chiếu ra tiên quang xông vào đại dương pháp bảo mình mông các loại đạo tượng như là khoái châu thanh châu từ châu phát ra tiên quang từ trong trận này bay ra càng quét các loại pháp bảo trên không trung đánh đầu thắng đó. Ngoài ra còn có đạo tượng ở các bộ phận khác của thế giới nguyên thú, thậm chí là đạo tượng tứ hải quần sơn trường hà cũng từ trong tiên trận bay ra. Nam tử đờn năng lá ấn cảnh tiềm hóa triển khai, thân ở trong lục tiên chi vực, từng kiện pháp bảo được tế khởi bộc phát ra uy năng cường đại nhất. Đồng thời đối kháng lại với tiên trận công kích của luyện ký sĩ đại chu chúc thiền thiền công tới nàng vẫn có thể cùng với chúc thiền thiền công thủ lẫn nhau hắn thậm chí là còn có thể không ngừng lấy ra công pháp kỳ dị đại phá pháp bảo của chúc thiền thiền đem những pháp bảo kia ở trong một quyền một trưởng luyện hóa vì mình mà sử dụng cho dù là thái sư khương tề thì cũng ở trong phạm vi công kích của hắn thái sư khương tề là người tâm phúc của những tiên trận này giây phút này đang rơi trên đăng tiên đại ở trong thành cầm phất trận ở trong tay bước lên cương đấu làm phép trên đăng tiên đại nguyên khí của hắn hình thành nên từng điểm sáng chi chít như là sao trên trời đem nương theo các phát trận phủ động đem cái điểm sáng đang không ngừng di động biến hóa ở trên bầu trời hơn 20 tòa tiên trận biến hóa đều theo điểm sáng vận chuyển mà vận chuyển theo đây chính là bản đồ biến hóa của Hạo Kinh Nếu như là Hạo Kinh được luyện thành Thì luyện khí sĩ mạnh nhất trong 3.000 luyện khí sĩ của Đại Chu Sẽ căn cứ vào bố trí địa lý của Hạo Kinh Kết thành 30 tòa tiên trận Đoàn kết xung quanh Chu Thiên Tử Chỗ Đăng Tiên Đài Trần Nhãn chính là Thái Sư Khương Tề Tiên trận cực kỳ phức tạp Liên lụy đến thiên địa đạo tượng khác nhau Những đạo tượng này vận hành ở trong tiên trận Đạo tượng bất động thì tổ hợp với nhau sẽ hình thành nên một bộ châu hình thái bất động hoặc là thiên địa đạo tượng khổng lồ hơn. Mỗi khi hình thành lên một bộ châu hoặc là một đạo tượng sẽ phát huy ra tiên uy nặng nề, 30 tòa tiên trận kết hợp lại với nhau sẽ là lắp ráp thành một đạo tượng hoành tráng nhất, chính là đạo tượng thế giới nguyên thú. Cái loại đạo tượng này chính là vũ khí mà Đại Chu dùng để đối kháng với 3.000 trọng siêu cấm thiên kiếp Duy trì vận chuyển 30 tòa tiên trận này cực kỳ khó khăn Chỉ có trí tuệ của Thái sư Khương Tề Mới có thể đồng thời điều khiển được những tiên trận này Chỉ là lúc trước Có không ít luyện ký sĩ Đại Chu Đã bị nam tiểu đội non lá làm trọng thương Không cách nào tạo thành 30 tòa tiên trận Cũng không cách nào hình thành nên Đạo tượng nguyên thú hoàn chỉnh Hơn nữa bọn họ không cách nào Có thể sử dụng được bảo bối Chỉ dựa vào tu vi pháp lực của bản thân Để thi triển tiên trận quy lực tiên trận sẽ giảm mạnh. Nếu như có thể tế lên hạo kinh, ba ngàn tướng sĩ sử dụng đạo tượng nguyên thú, chỉ sợ là nam tử đội non lá ngay cả một kích cũng không thể chống đỡ được. Hiện tại, Thái sư Khương Tệ, mặc dù bị nam tử đội non lá không ngừng oanh xuống từng kiện pháp bảo quấy nhiễu, trận thế vận chuyển, thoáng một chút chỉ trệ, không quá linh hoạt. Nhưng hắn đã đứng vững trận tuyến, Giáo sát nam tử đầu nón lá kia Chỉ là vấn đề thời gian Nam tử đầu nón lá Pháp lực hùng hồn Không gì sánh được Đã đi đến từ đỉnh đỉnh phong của nhân gian So với tu vi của hắn còn sâu hơn Ngoài trừ lục đại na tổ Đã tìm được không thấy người khác Pháp lực của hắn Là nhân gian hạng mức cao nhất Thân thể lực lượng nguyên thần thần thức Cùng với âm dương dị khí Đồng dạng cũng đạt đến nhân gian hạng mức cao nhất nhưng mà Theo thời gian trôi qua Từng tòa tiên trận cắn nút Đó để lại cho hắn Có thể là xê dịch địa phương càng lúc càng nhỏ Tiên trận đối với hắn uy hiếp cũng càng lúc càng lớn Hắn không thể là không dùng tay Không để đỡ kháng. Đạo tượng tiên trận Tìm hóa ẩn cảnh cũng khó có thể ổn định Lục đại động thiên Cũng bị chấn đến không thể không ngừng lắc lư Càng đáng sợ hơn chính là Số lần hắn cùng với chút tiền thiện hoán đổi pháp bảo tăng lên thì liền có càng ngày càng có cảm giác cố hết sức hắn liền phát hiện hắn càng ngày càng có luyện hóa được pháp bảo mà bị chút thiền thiền luyện hóa ngược lại chút thiền thiền không chế pháp bảo càng ngày càng nhiều dần dần hình thành xu thế nghiện ép hắn hắn biết đây là bởi vì hắn không có được chân truyền thiên công môn gây nên thiên công môn chủ đã chết sớm chút thiền thiền có được chân truyền vì thế thay sư phụ đồ pháp môn luyện khí luyện bảo của nam tự đầu nón lá đều là do chút thiền thiện dạy nên với hắn là có ân bán sư hắn đối với vị sư tỷ xinh đẹp này vừa tôn kính và ái mộ cảm thấy sư tỷ giống như là một ngọn núi chắn ở trước người mình vì mình mà ngăn trở những nguy hiểm kia lại cảm thấy sư tỷ giống như là một dòng suối róc rách mà u tĩnh trong suốt đẹp mắt hắn đối với sư tỷ có tình yêu mong luôn nhưng mà tình yêu sau khi chút tiền tiền bỏ lại hắn Đi xa đến bị ngạn bên kia Thì dần dần biến thành hận Hận ý của hắn đối với sư tỷ này Còn cao hơn cả hận chu thiên tử Chút tiền Thiền Mặc dù đã đem điển tịch của thiên công môn Cùng với lệnh bài của thiên công môn chủ Giao cho hắn hết Thế nhưng Không có một lời đồn thân giáo Chỉ có thể dựa vào hắn một mình mà mò mẫm Hắn hận sư tỷ không truyền thụ chi thức thiên công môn cho hắn Hận sư tỷ không thể vì lão sư mà báo thụ. ngược lại trợ giúp cựu nhân luyện chi hậu kinh Hận sư tỷ khi hắn cần nàng nhất lại lại rời đi để cho hắn một mình đối mặt với hiểm ác trên thế gian hắn hận sư tỷ vứt bỏ mình hận thế giới này địch ý khi mà khắc hư vặn vẹo thiên địa thương vệ tất cả luyện khí sĩ hắn đem hận thụ đối với khắc hư. cũng chuyển đến trên người chút thiền thiền chỉ có giết chết chút thiền thiền Thì hận ý mới có thể giải thoát Đáng tiếc Hắn mấy năm nay một mực sờ sờ khổ luyện Tu thiên công môn điển tịch Vẫn là so với chút thiền thiền vẫn yếu hơn một bậc Sáu ngàn năm tìm hiểu Vẫn là không bằng sư tỷ kia Một trăm năm tu hành Hắn cảm thấy mình ở trước vị sư tỷ này Thủy chung chỉ là một kẻ yếu Chỉ là một thiếu niên nhu nhược Pháp bảo mà năm tiểu đoàn non lá Có thể khống chế được càng ngày càng ít mà pháp bảo chung quanh chút tiền tiền lại càng ngày càng nhiều. Ở bên này tiêu hao bên kia, thực lực của hắn cũng giảm xuống nghiêm trọng. Hắn nắm giữ chính là một bộ hạo kinh. Mỗi một kiện uy lực cực lớn, giờ phút này chút tiền tiền tiếp nhận những pháp bảo này, chỉ thấy phi la phong cũng lại càng lớn mạnh, cao ngất, bị tế lên trên bầu trời thậm chí là cắm vào trong kiếp vân. Vô số đạo lâu đình xèo xèo, xâm nhập vào phi la phong, điện quan chạy tới chạy lui, kích thích các loại pháp bảo đạo tưởng. Nam tử đời non lá thấy vậy, trong lòng mất hết can đảm. <laughs> Năm đó, sư tỷ sư giới ta là thông minh hơn, mà bây giờ vẫn là thông minh hơn ta. Ta cả đời này cẩn thận, lần này ta chỉ sợ cũng bởi vì nạn mà chết. Cửu châu hợp bứt quá thần châu. Thái sư Khương Tệ nhìn chuẩn thời cơ, hét lớn một tiếng, chân nguyên vận hành chính tòa tiên trận ở trên bầu trời cũng vào đúng lúc này đây bộc phát hóa thành dị tượng hưng cửu châu hợp lại hay cùng một chỗ hình thành nên một mảnh bản đồ thần châu anh là một tiếng nam tử hư đời non lá nên đón một kích này bị chấn đến khí quyết di động ẩn cảnh tiềm ẩn đã bị hao tổn nhìn không được mà phun ra một ngụm máu tươi thấy sư khương tề là thúc dục trận thế biến hóa quát thần châu lạc nhật tứ dân phi đạo tượng thần châu vừa mới hiện thân thì liền thấy được có một đạo tử khí bay lên tới quét vào trong ẩn cảnh tiềm ẩn của nam tử đạo nó đem ẩn cảnh tiềm hóa này cắt ra là một vần thái dương chìm xuống ở trong tiềm hóa ẩn cảnh đem hắn đập đến học máu không ngừng cùng lúc đó chút tiền tiền cũng nhân cơ hội giết tới đem pháp bảo còn lại của hắn cướp đi nam tử đội nón lá kêu lên một tiếng đau đớn thái sư khương tề đem cái lợi chọn pháp thứ ba biến hóa theo đó mà lên hóa thành một cái khối báo cuồn cuộn từng đạo trường thành. Khối báo nổi lên tây lương, trục sức tử khuyển trình cũ di. Liên tiếp đạo tường đã kích, đem năm tử đạo nón lá đánh đến chật vật không chịu nổi. Thậm chí ngay cả sáu đời đồng thiên đều bị đánh thủng, chờ ngập nguy cơ. Hắn luôn luôn cẩn thận, e sợ mình bị thương cho những người khách ngư khác lấy cơ hội cho nên chưa bao giờ để cho mình bước vào trong hiểm cảnh mà lần này chu thiên tử độ kiếp hắn nhìn thấy hai đại cừu gia bởi vì hận ý dâng lên trong lòng thế cho nên rối loạn phương thốn lúc này hối hận đã không kịp rồi nam tử đờn non lá hung tận nhào về phía chút tiền thiền thầm nghĩ <laughs> chịu dù chết cũng phải kéo nữ nhân này đi theo Thái sư Khương Tề vội và vàng điều động trận thế Chuẩn bị bao vây tiêu trừ ở trong lòng thầm khen. Hmm. chút thuyền công tuy rằng luôn hoà cố hơn nữa có thà một chút nhưng mà dù sao cũng là chung nghĩa vô sông Sao trận chiến này bệ hạ đổ kiếp thành công trở thành tiên nhân nhân vật đây là đại hỷ sự liền tha thứ tội ác của chút thiền công để cho nàng luyện chế hạo kinh thật tốt à các tiến sĩ đại chu khác cũng thầm khen chút thiền thiền chung nghĩa thế sư khương tề thoáng chăm lại đại trận có tâm thành toàn cho chút thiền thiền để cho nàng đánh chết nam tử đều nón lá kia lập đại công mới có thể làm cho nàng thoát tội chút thiền thiền lúc này đã đem tất cả pháp bảo đến từ hậu kinh dung nhập vào trong phi la phong cái tòa phi la phong này cắm vào trong kiếp vân vô số đôi quan xèo xèo thắp sáng ngàn vạn pháp bảo ở trên phi la phong để cho uy năng của pháp bảo này càng ngày càng khủng bố nam tử đầu non lá nhào tới hướng nàng ra chứng hạ sát thủ chút Tiền Tiền chần chờ Nhìn hắn một cái lập tức quay đầu Trong cái đôi mắt thật là lớn đột nhiên Lộ ra hung quang Thúc giục Phi La Phong Cái ngọn núi này trở nên cường đại Cùng với vị ngạn trước nay chưa từng có Càng thêm là nặng nề Kéo theo thiên kiếp cuồng cuộn Hướng hạo kinh rầm rầm rơi xuống Ở trên đài Thái sư Khương Tệ nhìn thấy một màn này Mặt sắp nứt ra Nhất thời hiểu được tính toán của chút Tiền tiền Lạnh lùng nói Chúc thiện công Người dám Bậy hả Bảo chung Hắn không nói một lời nào Liền tới lên thiên chu kiếm Thiên đạo thần khí này bọc phát ra Quang mang vô lưng Phóng lên trên trời Nghìn đón phi la phong Nguyên thần phía sau chút tiền thiền hiện lên Cũng là dơ kiếm Chỉ lên thiên chu Thấp giọng nói Thái sư Xin lỗi Thiên chu kiếm bay ngược trở về Xin một tiếng Đem thái sư hương tệ Xuyên ra một cái động mang theo thái sư khương tệ bay lên nhằm về phía bên ngoài hạo kinh thành giữa phi la phong và chu thiên tử không còn trở ngại nào nữa ân sư đệ tử báo thù cho ngươi chỉ chết cừu nhân cơ mãn an ủi ân sư ở trên trời có linh thiên chút thiền thiền quát tháo đem chuông lớn cùng với ngoan thất tế lên bên trong chuông lớn dấu ấn phụ văn thiên đạo trở nên vô cùng sáng ngời vô cùng mãnh liệt chuông lớn mở miệng Ngoan thất cũng mở miệng từ trong miệng của nó cũng có một tòa động thiên Nội uẩn thiên đạo phụ văn Ở trong động thiên này của hai vật này Lại có thiên kiếp bắt đầu khởi động Thái sư Khương Tề Trong lòng một mảnh lạnh lẽo Nhớ tới từng tình hình mình cầm thanh thiên đạo thần ký này Đi tìm chút thiền thiền Để cho nạn giúp mình số đi lạc ấn thiên thần Tăng thêm lạc ấn của mình Khi đó Ánh mắt chút thiền thiền tỏa sáng Rất là vui sướng Hắn cho rằng đây chỉ là Tham lam cùng với lấy lòng Sân vui Không nghĩ tới chút thiền thiền để chờ đợi chính là ngày hôm nay Đã sớm chuẩn bị ẩm sắc thiền tử Báo thù cho sư phụ Thế sư khương tệ Ngã ra bên ngoài thành Ngửa đầu nhìn lại vì lại phòng mang theo uy năng vô lượng Không gì sánh được Uy năng có thể hủy thiên diệt địa áp đến hướng chư thiên tử bên dưới thiên kiếp chúc tiền tiền trăm phương ngàn kế vì cái ngày hôm nay đã chuẩn bị quá lâu rồi trong này thậm chí còn có chuông lớn và ngoan thất ở bên cạnh hư ứng cũng trở thành đồng cụ mà nàng lợi dụng trong cơ thể của đại trung và ngoan thất mỗi người đều có khắc một ít đạo phù văn lúc này phù văn sáng lên tương thích với thiên kiếp bên ngoài đem cái uy lực của thiên kiếm vốn bị hư ứng Thước đi bảy thành tăng lên rất là nhiều chúc tiền thiện muốn triệt để hủy diệt chu thiên tử Nà đưa ta ra bên ngoài thành là không muốn giết ta sâu cù nhân của nàng chỉ có một chính là chu thiên tử thái sư khương Tệ thình thịch thình thịch đụng gãy từng cái cây đại thụ trong miệng đậm máu bị đóng đinh trên vách núi không thể động đậy trong đầu của hắn nhất thời như tới năm đó chút thiền thiền luyện chế bị ngàn thần châu vì sao chiếc thuyền này luôn ở trong lúc rã rời cũng chưa rã rời mà tự do bất định bởi vì chính cái thuyền này còn có ba ngàn đại chu luyện khí sĩ những người này không phải là địch nhân của chút thiền thiền bỉ ngạn thần chu ở vào giữa việc không tan rã và tan rã là bởi vì nội tâm của chút thiền công cũng ở vào giữa thần ma cùng với thiên nhân giao chiến Nạn đang do dự có nên giết chết tất cả mọi người cùng với chu thiên tử chôn cùng hay không hay là buông tha cho chu thiên tử với những luyện kỳ sĩ này một mặt chính là báo ân và báo thù một mặt chính là giết chết ba ngàn người vô tội cuối cùng thần tính của chút tiền tiền đã đánh bại được ma tính để cho bọn họ trải qua sáu ngàn năm phiêu bạc còn sống ở bỉ ngạn bên kia trở về hứa ứng cùng với sở tương tương cũng nhìn được một mạng như vậy trong lòng hai người khiếp sợ vô cùng. Sở tương tường lại càng gọi là có một chút hỗn độn, lẩm bẩm nói. Vì sao thiền thiền lại giết chư thiền tử? Hứa ứng trong lòng đã có khâm phục tự nhiên được sinh ra, thấp giọng nói. Ta còn tưởng nàng không dám về lão sư báo thù. Thì ra nàng đã chờ đợi ngày này, tất gia cùng với trung gia cũng cái thành công cụ lợi dụng của nàng. Bắt khóa hai người bọn họ cũng không có quan Ai bảo hai người bọn họ Mỗi ngày đi theo mong của thiền thiện chứ Một câu là lão tổ Hai câu lại là lão tổ Dỗ mong ngữ của nàng Ở trong lòng hắn cực kỳ bội phục Thủ đoạn của chút thiền thiện Tuy là đại dụng ngoan thất cùng với chu lớn Nhưng một chút thiền thiện vì thành công Đã đem bọn họ luyện đến vô cùng cường đại Nhất là chút thiền thiện Lợi dụng thiên đạo phù văn trong cơ thể của ngoan thất Cùng với đại trung Đã lớn mạnh lên uy lực của thiên kiếp Để đối phó với thi, chu thiên tử càng là thần lai một khoảng làm cho hắn đến đến tiếng an thưởng sợ hơi tương tương nhìn thấy trong lòng buồn bực chu thiên tử không phải là bằng hữu của hắn sao chứ vì sao ứng thúc thúc nhìn thấy chu thiên tử sắp chết ngược lại không có lo lắng chút nào hết trơn vậy bằng hữu của hứa ứng chưa bao giờ là người như là chu thiên tử trong mắt của hắn chu thiên tử cùng với tổ long đều là giống nhau đều là đập phu chỉ là bị thiên kiếm áp chế Không thể không ngủ đông ở nhân gian Ngày khác nếu những người này Có nghề khởi vân Thì đều sẽ điều khiển thiên kiếp Chứ hẳn là không phải là bọn họ Hứa ứng có thể bồi phục Mưu trí dũng lực của bọn họ Cũng có thể cùng bọn họ liên thủ đối địch Nhưng nếu đến bàn hữu Thì bọn họ không phải Một người bắt rắn bị ức hiếp Làm bạn chia kỷ với hoàng đế lão gia gặp nạn Thậm chí là đồng tình với hoàng đế lão gia đã từng áp bức mình Làm thế nào cũng không thể nói nổi Bàn tay của nam nữ Nam tử đội nón lá Khắc ở trên hậu tâm chút thiền thiền Thấy một màn này Đột nhiên dừng lại Xe ngựa đã mặt với tướng sĩ Đại Chu Hai tí đệ bọn họ dự liên vào nhau Dường như là trở về thời kỳ trước Sư tỷ Trước giết chết cơ mãn Sao đó giết ngươi Hắn thấp giọng nói Trúc Thiện Thiện thúc giục Phi La Phong cùng với Đại Trung và Quan Thất. Trong cơ thể của Quan Thất và vách tượng bên trong Đại Trung, dĩ nhiên là bộc phát ra thiên đạo chi uy, cùng với thiên kiếm giao cảm, đã lớn mạnh lên uy lực của thiên kiếm. Anh lên một tiếng, hậu kinh đột nhiên chậm xuống, bị ép cho không ngừng chậm xuống đất. Cùng lúc đó, chú thiên tử ngẩng đầu lên, chính diện đối với Phi La Phong khủng bố vô cùng phía sau là cờ tiên vương ngũ sắc bốc rình năm đạo tiên quan nghênh đón phi la phong đổ kiếp Giờ là đổ thiên kiếp cũng là đổ nhân kiếp chút thiên công quả nhân mặc dù không phòng bị ngươi nhưng quả nhân phòng bị cho tất cả mọi người chư thiên tử thét dài không dứt quần áo nổ tung nửa người trên trần trụi nguyên thần phía sau hắn hiện lên nguyên thần chăm chừa hung lê động tiên vương kỳ nam đạo tiên quan trùng thiên mà lên lầy nát tìm cái kiện pháp bảo ở bên ngoài villa phong <laughs> cái gọi là quả nhân đó chính là cô quả một mình người ta mà thôi quả nhân chỉ có thể tin tưởng chính mình villa phong ngập trời thần lực oanh xuống cho dù là có dị bảo ngũ sắc tiên vương kỳ bực này thì chu tiên tử cũng bị ép đến mất tai miệng mũi chạy máu không ngừng cừ mãn ta sau khi tiên dương tôn trọng quyết mạch của tiên dương kế thừa di chỉ của tổ tiên tuyệt đối sẽ không tán thần ở nơi đây cũng không thể chôn vùi chỗ này thân thể của hắn bị đè đến da thịt nổ tung máu chảy không ngừng nguyên thần của hắn cũng đang trôi nổi mềm mại không ngừng có tinh ký trôi đi chút tiền thiện mua đồ quá là lâu giúp hắn luyện chế hạo kinh mục đích chính là tồn tại một chút tâm tư lợi dụng hạo kinh đem hắn tạo phát để phản sát. Lần này chiếm cứ được thiên thời địa lợi, quyết định thật nhanh hạ sát thủ. Cái tòa phi la phong này lập tính tập hợp được lực lượng của hạo kinh, uy hiếp thiên kiếp, ép hắn bị thương càng thêm bị thương nặng. Nhưng mà cũng may uy lực của ngũ sát tiên vương kỳ thật sự là mạnh mẽ. Năm đạo tiên quang như là rồng bay múa, đem ngàn vạn pháp bảo phi la phong gọt đến không ngừng chốc ra. Vô số mảnh nhỏ bay múa Lực phản chấn lớn từ Phi La Phong truyền đến Khiến cho chút thiền thiền học máu Nàng chiếm cứ tiên cơ Lại chiếm cứ được thiên thời Mượn thiên kiếp chi uy Dẫn đầu làm khó dễ Nhưng mà ngũ sắc tiên vương kỳ Uy lực thật sự là quá mạnh mẽ Lại có thể khoái nát Phi La Phong Hạo Kinh Với sự khống chế của nàng Không ngừng tan rã Pháp bảo thật là lớn bay lên Dung nhập vào trong Phi La Phong Duy trì uy năng hai đại pháp bảo va chạm lẫn nhau đồng thời trên bầu trời từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống xuyên qua phi la phong bổ ở trên đỉnh đầu của chu thiên tử lần này chu thiên tử bởi vì toàn lực đối kháng với phi la phong đã không thể thúc giục được cổ pháp nhất thời máu thịt bay lên bị thương càng thêm thương tích <laughs> muốn chết chu thiên tử rống giận ra sức huy động ngũ sắc tiên vương kỳ ở trong tiên vương kỳ đột nhiên truyền ra từng trận tiên âm uy lực tăng vọt năm đạo tiên khí nương theo âm thanh tiên đạo to lớn cứ rắn đem phi là phòng quấy nát tiên quan thô to bay lên quét về phía chút tiền tiền ở trên không trung chút tiền tiền sắc mặt đại biến tế lên chuông lớn chuông bính phát ra từng đạo tiên quan gào thét bay xa từ giữa năm đạo tiên quan bay múa xuyên tới hiểm trở lại nguy hiểm tránh được từng năm đạo tiên quan kia đang lên một tiếng đụng vào óc của chu thiên tử bên kia năm đạo tiên quang luân chuyển giống như là năm thanh tiên kiếm xoay tròn hướng chút tiền thiền cắt xuống chút tiền thiền, thiền phất tay áo rung lên đem ngoan thất đưa ra phạm vi bao phủ của năm đạo tiên quang. lại muốn chạy trốn thì đã không kịp rồi nhưng mà vào lúc này đây đột nhiên có sáu đại đồng thiên sáng người chắn ở trước người của nàng từng tòa đồng thiên của tiên quang lần thứ nhất chém xuống lập tức lại có một mảnh ẩn cảnh tiềm hóa bốc lên ngăn cản năm đạo tiên quang. Năm đạo tiên quan kia cắt vào phiến ẩn cảnh này Nghiện nát đạo từ hương tiên cảnh Núi non phẳng Phiêu động thiêu khô chút tiền thiền cùng năm tử đồ non lá Sống vai mà đứng Mỗi người tới lên nguyên thần của mình nhìn đón tiền quan chém xuống Liệu chết để đỡ kháng Nguyên thần có hai người Ngăn cản đạo tiên quan thứ nhất Đạo tiên quan thứ hai Đạo tiên quan thứ ba Bị áp bánh không ngừng trượt về phía sau Rầm lên một tiếng đụng đắn ẩn cảnh tiềm ẩn của mình. Cái mảnh tiên cảnh này nhất thời sụp đổ tan rã. Đạo thiên quan thứ tư cùng với đạo thiên quan thứ năm cũng nói gót đi tới. Cắt vào trong nguyên thần của bọn họ. Hai người bước trước tới một bước, liệu mà mạng dùng thân thể của mình đối kháng, rốt cục đã ngăn trở một kích cuối cùng kia. Bọn họ máu tươi đầm đìa Luyện khí sĩ đại chu vọt tới Pháp lực cuối cùng của chút Thiền Thiền Tới lên pháp bảo còn sót lại của Hạo Kinh lao ra khỏi vòng vây. Tí để hai người cả hai người đậm móng lao đảo, hướng phương xa bỏ chạy. Phía sau, một bộ phận luyện khí sĩ đại chu hạ xuống, vội vàng nhìn chu thiên tử. Một bộ khắc phận khác đại chu luyện khí sĩ cũng hùng hổ, đuổi giết hai người mà đi. Bọn họ rất nhanh liền, vô ảnh vô tung. Ngoan thất nhìn đông cho đến nhìn tây sám xịt, đang muốn tự trong phế tích chạy ra, thì đột nhiên thanh âm cô hướng chuyển đến, thất gia quan thất vội vàng dừng lại quay đầu nhìn đến hứa ứng thấy hứa ứng đứng bên ngoài thành vội vàng chớp chớp mắt cười nói Ê, à ứng à, thật là trùng hợp ha à, sao ngươi ở chỗ này vậy ừ. ở trước mặt thất gia hứa tiểu nhuận ta làm sao dám xưng ứng gia chứ hứa ứng tự tiếu phi tiếu cười nói ừ. mấy ngày nay ngươi luôn luôn chung quy cùng với thiền thiền trà trộn cùng chung một chỗ có niềm vui mới rồi liền ngay cả một lão hoàng hữu như ta cũng dứt bỏ mà nay lại tự ăn quả ác hả Hoàng thân vội vàng nói tiểu thất sao dám bỏ lại ứng già có cái niềm vui mới chứ à, còn không phải ứng gia cùng giới tương tương cô nương du sơn Quảng thị thủy xem nhà ta cùng giới chuồng gia sao chứ Hứa ứng hự lên một tiếng tự giác có một chung đối lý thầm nghĩ mấy ngày nay đích xác ta cùng với tương tương ở chung một chỗ chung quanh giải sầu á lúc này trường lớn cũng bay tới nó chấn đi bụi đất trên người của chung bích chỉ thấy chung bích của nó có một khối tiên quang đã bị tiên vương kỳ ngũ sắc quẹt qua đem cái vết đồng ở bên ngoài nó lâu đi một khối lớn lộ ra tiên quan rực rỡ tiên quang kia chính là do tiên kim ở trên đỉnh của ngọc châu phong của núi Cùng Luôn tạm mát xa tiên kim do tây vương mẫu ban tặng hứa ứng đại chung cùng với ngoan thất mỗi người được một phần Đại chung kinh nghiệm bất định Nói Ảnh sáng trên người của ta Không cần nhìn nữa Hứa ương nói Là tiên kim của ba người chúng ta chút tiền tiền lão tổ Không có cắt sáng hả Cái đuôi của ngoan thất vò vò cái đầu Hứa nhìn cái mảnh vỡ vi lê phong Suy tư nói Hắn là không có Nếu mà cắt sáng Phi La Phong không đến mức dọn tan như vậy đâu. Hơn nữa, trong những mảnh vỡ này cũng không có tiên kim sáng bóng. Thảo ra đâu? Hứa ứng hỏi. Có một phần ở sau óc của ngoan thất xuất hiện. Nó vẫn trốn ở trong cơ thể của ngoan thất. Thiên kiếp còn đang không ngừng bổ xuống phía dưới. Hứa ứng nhìn về phía phía tính ở trung tâm. Rất là nhiều tiến sĩ về quanh nơi đó đến nước chảy không thông chu thiên tử bị vây ở trong đó không biết là sinh tử rất là nhiều tướng sĩ tới lên tiên vương kỳ ý đồ ngăn cản tiên kiếp nhưng mà thiên lôi rơi xuống trực tiếp vòng qua tiên vương kỳ vẫn là bổ lờ trên người của chu thiên tử thiên kiếp vẫn còn đang tiếp tục xem ra chu thiên tử vẫn chưa có chết hứa ứng thán phục sức sống của hắn cơ huynh ta có thể che đậy thiên cơ để cho thiên kiếp không cách nào cảm ứng được ngươi thậm dù đế chính là do ta che đại thiên cơ cho nên thiên kiếp chưa từng xuất hiện hứa ứng cười nói <cười> cơ quân có cần tương trợ hay không hả không cần trong đám người truyền đến thanh âm của chu thiên tử trung khí không đủ thương thế cực nặng gian nan vạn vờ đói trận trận thiên kiếp này quả nhân nhất định phải vượt qua hứa huynh Hãy đi đi Hứa ứng mang theo ngoan thất cùng với đại chung rời đi Ngoan thất có một chút khó hiểu Hỏi À ứng à Tại sao hắn không cần chúng ta trợ giúp hả Hắn không tin tưởng chúng ta Hứa ứng nói Ngay từ đầu Nó không tín nhiệm chúng ta rồi Hắn không tín nhiệm bất luận cái nào hết thất ra dạ? Ngươi cũng nghe được Hắn thì xuyên là quả nhân mà Ngoan thất tán dường Nói À ứng Người đã biết được chữ nhiệm rồi hả Thiền thiện ở trên người các ngươi Đánh lên rất là nhiều lạc ấn như vậy Các ngươi có thể hay không Là truy ngược lại Cảm ứng được nàng chốn nơi nào không Hứa ứng hứ, hỏi Đại trung cùng với ngoan thất Dụng tâm cảm ứng Ngoan thất lắc đầu nói Lạc ấn có ngàn lưu lại Hình như là biến mất hết trơn rồi Chương lớn cũng nói Ta cũng vậy chứ. Nhưng ta không thể cảm ứng được ký tức của nàng ta Hứa ứng kẻ nhíu mày Lập tức bay lên trên trời Theo phương hướng chút thiền thiền rời đi đuổi theo Nói Tiên tường vừa mới rồi đã đuổi theo Chúng ta dọc theo đường của tương giang Mà chạy về phía trước Quan thất cùng với đại trung vội vàng đuổi theo Đại sợ tại bay trên trời Trong chốc lát Thì đã hóa thành một con cự xà đến mấy trăm trượng Đần vân giá vũ từ trong tầng mây tóc ra nâng hứa ứng đang chạy bay lên hứa ứng rơi vào giữa hai sừng của hắn nhưng thấy âm dương dị khí ở giữa hoàn tấn đã xây tròn hóa thành một đạo âm dương ngư thái cực độ làm cho tốc độ của con rắn lớn này đại tăng lên không ít không chỉ được âm dương gào thét mà đi hứa ứng hơi ngẩn ra trải qua rèn luyện cứ chút thiền thiền quan thất cũng đã không còn là một con tiểu xà bình thường nữa bọn họ đuổi kịp thêm một đám luyện khí sĩ của đại chu chỉ thấy những luyện khí sĩ này cũng đã đuổi theo không biết là chút Thiền Thiền cùng với nam tử nón lá đi đi đâu quan Thắc lại đuổi theo về phía trước không bao lâu nữa liền đuổi theo kịp sở tương tương chỉ thấy tương giang phiêu hành ở trên bầu trời đại xạ vội vàng du động tương giang chạy song song sở tương tương lắc đầu nói ta cũng đã mất dấu rồi đông hải có một ngọn núi nhỏ không biết tên Chú Tiền Thiền cùng với nam tự đội nón lá rơi xuống Chú Tiền Thiền thì lão đảo, đảo Ngã ngồi trên mặt đất Nàng chú chị Phi La Phong Đó kháng với tiên cơ Tiên vương cờ ngũ sắc của Chu Thiên Tử Để bị cắn giả Thương thế rất là nặng Thiên thế của nam tự đội nón lá lại càng nặng hơn Lại loạn trọn đứng dậy Như tay muốn vỗ về phía đỉnh đầu của nàng Nhưng mà rồi lại dừng lại Sự tẩy Tại sao người lại muốn bỏ lại ta Hắn nhìn về phía bờ biển sóng biển vỗ vàng Kích khởi ngàn tầng tuyết trắng Trước tiền tiền thở dốc Thấp giọng nói Ta nhất định phải sống sót Mới có thể báo thù được Cờ mãn sống bao lâu Thì ta cũng phải sống bao lâu Ta nhất định phải tự tay giết hắn Tiểu Huy Từ việc của người không có đủ Ta không thể mang theo đi đến biển ngạn được nếu không sẽ hại ngươi Nam tiểu đội nón lá im lặng Tên của hắn chính là Phó Huy Phó giữ Xuân Huy Tại sao Tại sao ngươi không truyền tuyệt học Của bổ môn cho ta Hắn dò hỏi Ta dạy ngươi nhập môn Ngươi cũng học rất là khá Sư phụ chính là dạy ta như vậy Hắn nói Hắn chỉ có thể y dẫn vào cửa Tu hành ở trên ngươi thôi Chú Tiền Thiền ngồi trên mặt đất Ngửa đầu ra sao cười. cười. Nếu mà ngươi bởi vì chuyện này mà hận ta Ngươi liền động thủ đi Phó Huy Nhìn hai tay nhớ máu của mình Không biết là tư vị gì xông lên trên đầu Tất cả hận của mình đối với sư tỷ Đều không có liên quan đến sư tỷ nữa Hắn dò hỏi Sư tỷ Sở học của ta rất tốt sao Trước tiền tiền nhẹ nhàng gật đầu Nói người dưỡng nên buông xuống cừu hận đối với cơ mãn đi sống thật là tốt khoái khoái lạc lạc sống ở trên đời Thù của sư phụ ta gánh giác là tốt rồi một lần giết không được hắn thì ta sẽ lướt dần thứ hai lần thứ ba người không giống đâu người bái sư không bao lâu sư phụ cũng đã chết giữa các người không có bao nhiêu tình cảm phó huy nhìn nạn giữa hắn và sư phụ đích xác không có bao nhiêu tình cảm nhưng mà giữa hắn và sư tỷ đã có tình cảm rất là sâu đậm Phó Huy đi về phía xa Đi đến một tàu đá đơn độc Ở bên bờ biển ngồi đó Cách nàng rất xa, rất xa Chúc tiền thiện thương thế quá nặng Vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi Rất nhanh đang ngủ say Ngày hôm sau, Kim nàng thức dậy Ở trong tiếng sóng biển lão đạo đứng dậy Toàn thân nóng rất đau đớn Chúc tiền thiện thúc giục nơi hoàng cung động thiên Cố gắng trị liệu thương thế trên người Chỉ thấy Phó Huy vẫn còn ngồi ở bên bờ biển Nàng tập tỉnh đi qua Tiểu Huy Thiếu niên trên bờ biển quay đầu lại Trên mặt lộ ra nụ cười Sư tỷ Đêm qua ta rất là đau Không dám lên tiếng cũng sợ đến thích ngươi Chút tiền thiền thấy hắn quay đầu Sau đầu xuất hiện một đạo ánh sáng tinh tế Giống như là vết cắt Ở trong lòng nàng đau đớn Muốn kêu lên Chứ lại kêu không ra tiếng Muốn khóc nhưng lại khóc không ra nước mắt Phó Huy Giống như thiếu niên 6.000 năm trước để trở về thời gian học tập bên cạnh nàng Thiếu niên không lo Không có nhiều phiền não như vậy Suy tỷ Chúng ta trở về thôi Ánh mắt của hắn hồn nhiên Mang theo khẩn cầu Được Nàng nhìn xuống bi ai đáp ứng Gió biển thổi qua Trong gió có một tiếng thở dài thỏa mãn Là một tấm da người đã không còn Chấp niệm đón gió đổi lên Rơi vào trong tay có chút tiền tiền Xếp chồng lên nhau rất là chính tệ xa xa có tiếng nước cuồn cuộn một dòng sông dài chảy xuôi trên không trung sợ hơi tương tương phong hoa tuyệt đại đứng trên sóng sông hướng bên này chạy tới chút tiền Thiện đón gió biển thấy có cực xạ ở trong tầng mây trên bầu trời nhô cái đầu ra chậm rãi đi xuống hạ du hứa ứng đã tìm tới chút tiền Thiện thu lấy chai người của phó huy đặt ở trong khu vực hy di của mình lâu đi nước mắt tươi cười nở rộ trên mặt nhìn về phía hứa ứng đang đi xuống từ trên đầu của quan thất sở tường tường cũng từ trên không trung rơi xuống trường hạ biến mất ngược lại ngoan thất còn đang lơ lửng trên bầu trời thân hình ẩn ở trong tầng mây như ẩn như hiện hắn quá là khổng lồ trải qua mấy năm tu luyện cùng với chút tiền thiện rèn luyện hơn nữa tổ pháp của hứa ứng tiên dược côn lung ăn vào cùng với tiên khí của thương ngô chi uyên hắn đã khổng độ đến khó có thể tàn hình được hạ thể. Hắn cố nhiên có thể mạnh mẽ thu nhỏ thân thể, hóa thành cỡ đầu ngón tay, nhưng mà sẽ làm cho hắn cảm thấy không quá thoải mái. Hắn thích cảm giác thư thái này hơn. Chu lớn bày xuống, ở nơi vách chuông bị cờ của tiên vương ngủ sắc lướt qua, vẫn là tản đi tiên khoan. Chút tiền tiền cuối người, nói hắn Chưa có bẩm báo liền tự ý động đến thất gia chuông gia thiên thiện phù dụng mong đợi của chư vị mong xin thứ lỗi quan thất cúi đầu xuống cười nói eh, trước kia chúng ta tìm ngươi luyện bảo mấy lần người không nói hai lời liền giúp chuông gia chính là ngươi cứu viện trở vậy người đem ta cùng với chuông gia tăng lên đến trình độ như bây giờ Như lại lợi dụng chúng ta đối kháng với chu thiền thử nếu mà ân oán là một cộng một Hai trừ một, Vậy thì dễ dàng phân rõ rồi Chúng ta còn ngư, nợ ngư một ân tình á à. Ờ Chúng ta còn người là bạn Giúp đỡ người cũng là chuyện đương nhiên Đại Trung cũng nói Nó nghĩ nghĩ Đột nhiên sợ cái ốc Vội vào nói Ờ cái, cái ý nghĩ này Có phải hay không Người ở trên người của ta đánh xuống Cái gì là lạc ấn Áp đặt ý nghĩ của ta không vậy Trúc tiền Thiền lắc đầu nói lạc ấn trên người các ngươi ta đã gửi bỏ rồi thời điểm có lạc ấn các ngươi sẽ có cảm giác nàng nhìn về phía hứa khơm người bái thiền thiện cô phụ tín nhiệm của các ngươi tương lai sẽ báo đáp ta với chu thiên tử thế giới nguyên thú đã không còn chỗ dung thân cho ta nữa rồi hôm nay ta phải rời khỏi nguyên thú hứa ứng lắc đầu nói chu thiên tử chưa có chết trước thiền thiện thân thể cứng đờ nói Vậy ta càng không thể ở lại nguyên thú nữa Hạo Kinh đã bị quỷ rồi Hắn sẽ bất chấp tất cả để quỷ diệt ta A à, ứng chung gia tất gia Tiên thảo màu tím từ sau đầu của con rắn lớn Chui ra cởi phía lá cây Trước tiền tiền bổ sung nói Còn có thảo gia nữa Hôm nay từ biệt Chẳng biết từ khi nào mới có thể gặp lại Bất quá sẽ có một ngày ta nhất định Sẽ trở về nguyên thú chém chết cơ mãn Nàng khập kiển đi tới trước mặt của hứa ứng Giang cánh tay hứa ứng ôm nàng nói bảo trọng chúc tiền tiền buông hắn ra ôm chuông lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ chuông lớn kinh hải kêu lên Em ngồi sẽ không lưu lại lật ấn trên cơ thể của ta chứ N nói không chừng chúc tiền tiền cười nói hướng quan thất giang hai cánh tay quan thất rủ cái đầu thật lớn xuống chúc tiền tiền nằm sấp trên một khối lân phiến khổng lồ ở bên miệng con đại xà nghiêng đầu cố gắng ôm lấy cái khối lân phiến này nhưng mà lân phiến quá là lớn tự sắc tiên thảo từ trong cơ thể của quan thất chui ra hái ra một chiếc lá đưa cho nàng chút tiền thiện hơi ngẩn ra vành mắt phím hồng thấp giọng nói cảm ơn nàng đi tới trước người của sở tương tương cùng với thiếu nữ này ôm nhau một chỗ thấp giọng nói coi chừng hắn đó không nên bị hộ ly tinh khác cậy đi sở tương tương khẽ cười nói Mụi <laughs> mụi yên tâm Ta sẽ không cho bất luận cơ hội nào Cho hồ ly hết Hứa ứng gọi chút thiền thiền đến Muốn rời đi Lấy ra một khối ngọc giản cười nói <cười> Người lúc trước khi muốn giết chu thiên tử Chứ chắc là nguyên ý tự chạm cánh giới Từ đầu tu luyện Nê quàng tung cổ pháp Hiện tại ngươi rời đi Hắn là có thời gian tu luyện rồi Trước tiền tiền nhận lấy ngọc giản Nhìn hắn một cái thật sâu Đột nhiên Khập Kiến dậy đến trước mặt của hắn Nâng mặt của hắn lên Hôn một cái thật là mạnh Sở tương tương vừa sợ vừa giận Lắp bắp nói Thiện thiện Ngươi ngươi hộ ly tinh Trúc thiện thiện cười khanh khách Một chiếc thuyền con xuất hiện dưới chân Vận khí tự sinh Chữ nữ tướng này phiêu nhiên mà lên Thẳng đến mây trời Ta đã sớm nói cho người Cẩn thận là hồ ly rồi mà Thế năm của nàng từ trong mây chuyện đến Rất nhanh thiền con đã đi xa Biến mất vô tung Hoàng thất đột nhiên nói Các người nói Tiền tiền lão tổ rốt cục Có tham lam hay không hả Hư ứng nói Khẳng định là tham lam Bằng không sao lại có một tòa phi la phong lớn như vậy chứ Chứ kia khi mà chúng ta làm làng tướng ở phá khẩu nhận được rất là nhiều bảo bối như vậy chữa trị cho trung gia khẳng định cũng dùng không hết tự nhiên lê bị nạn luyện thành một bộ phận của phi la phong rồi đại trung nói nhưng mà khi nạn giúp ta tái tạo thân thể hình như là không có tham lắm ngoan thân cũng nói Tái giới trong cơ thể của ta lớn hơn ta nữa hao phí rất là nhiều vật liệu đó. sở tương tường nói khi nạn giúp ta luyện bảo tuyệt đối là không có tham lam hứa ứng dừng đề tài này lại nói, cười nói việc này tạm thời buông xuống đi tương lai sau khi gặp lại thì hỏi nàng thất gia dạ, chúng ta nên đi làm chính sự đi Hoàng thần có một chút khó hiểu hỏi chính sự là cái gì hướng nhìn về phía thần châu đại địa từng ngọn núi cổ xưa bao phủ ở trong sương mù màu xanh có vẻ thần thánh mà cổ xưa thất gia dạ, lần này phải làm chính là lấy đệ nhị khấu quan kỳ đi khuy kiến các tông chủ giáo chủ của tông phái thiên hạ vị là pháp chính danh ánh mắt của hắn dừng ở ẩn long sơn gần nhất nơi này có một môn phái tên là long ẩn tông mỉm cười nói <cười> từ tự phúc cùng với lục đại na tổ đã cùng với những ngư khách kia cùng với các lão các tổ tây mang đến cho thế nhân hiểu lầm về na pháp nên đã tiêu trừ ừ, đi thôi chúng ta đi đến bái kiến long ẩn tông chủ cùng hắn lý luận trong lòng ngoan thấn có một chút sợ hãi bất an vội vàng đuổi theo hắn ở phía sau hắn lại nhảy ta thật sự là có thể khiêu chiến tông chủ thiên hạ sao ứng ừ, dạ à, ta cảm thấy ta còn chưa đủ cứng rắn những tông chủ kia đều rất là lợi hại là nhân tài ngàn trộn dạng tuyển á hứa ứng từ từ nói bọn họ từ cung lông trở về trong khoảng thời gian này cũng đủ để cho bọn họ đột phá rồi tu luyện đến cảnh giới thập nhị trọng lông so với thất gia cao hơn một cảnh giới thất gia là diễn cổ cự thú kiên quyết là lồ hồn hơn bọn họ có thể bộ đắp sự khác biệt về cảnh giới không tính là khi dễ bọn họ ngoan thật chớp chớp mắt thầm nghĩ thất gia mà ứng nói kia là ta sao long ấn tông đang nhìn lên đó có tiên khí ngũ long cọc ở treo trên đỉnh núi tạo mát ra từng đạo tiên quang Ngoan thân có một chút khiếp đảm Hỏi À ứng Em vì sao ngươi không kêu chiến bọn họ đi Anh ngươi là cánh giới trọng lâu kỳ rồi Giống như bọn họ mà Vậy thì thật sự biến thành khi dễ bọn họ rồi Không thể hiện được Ảo diệu của tổ pháp Hứa ứng thở dài buồn bực không vui Thật sự là ta bây giờ quá mạnh rồi Bọn họ Đi tới trước sơn môn của Long ẩn Tông Hứa ứng sở tương tương cũng không có lên núi mà là đứng ở trên tương gian phiêu đảo trên không trung ý bảo ngoan thần tiến lên lý luận ngoan thần lấy hết dũng khí từ trên mây thò đầu xuống cao giọng nói long bản tông chủ luyện ký sĩ ngu ngoan thất tu thành tổ pháp ở trong na pháp mở ra na tổ nơi hoàng cung hôm nay đặc biệt đến thỉnh giáo tông chủ lấy danh nghĩa chính na pháp mong tông chủ vui lòng chỉ giáo cái lời này của hắn vừa mới nói ra Trên dưới long ẩn tông một mảnh xôn xao Một đám đệ tử nhau nhau tuôn ra Sát khí đằng đằng Lòng ẩn tông Trải qua cái đoạn thời kỳ phát triển này Đã thu không ít đệ tử Môn phái dần dần hưng thịnh Bắt quá cái chuyến đi cùng luôn Đã làm cho mọi người ở trong thiên hạ Đều ý thức được sự nguy hiểm của hướng Na Pháp Long ẩn tông chủ đào trúc Lại là càng dũng cảm Phải bỏ lục bí đồng thiên của mình Để cho mình trở về luyện ký sĩ miễn cho tư ví của mình thành công bị người ta thu hoạch. Long ẩn tông cùng với na sư thế gia hợp tác cũng bởi vì vậy mà chấm dứt. Trước đây long ẩn tông một cái môn phái như vậy muốn đặt chân thì phải dựa vào đại thế gia. Dù sao thì long ẩn tông chỉ còn lại có mỗi một mình tông chủ không dựa vào đại thế gia rất khó mà sống sót. Nhưng mà hiện tại mọi người trong thiên hạ đều đã biết được na pháp chính là phương pháp hại người, thậm chí là ngay cả na tổ cũng gạt hái thế nhân Na sư thế gia cũng sợ hãi khó an Cánh ngộ cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hiện giờ Na sư thế gia chỉ có thể dựa vào những môn phái cổ xưa này mới có thể đạt được luyện khí truyền thừa phế bỏ Na pháp truyền thừa của nhà mình Long ẩn tông đào tông chủ đi ra bên ngoài tông chủ phủ ngửa đầu nhìn lại lại nhìn thấy con đại xà từ trong tận mây kêu xuống ngược lại hết ngược một hơi khí lạnh. Cái thứ này là luyện khí sĩ sao? Ngoan thấn chờ sinh đạo tượng, thân thể ẩn hiện ở trong tầng mây. Thấy cái đầu khó thấy đuôi, sau đầu của hắn lại mọc ra hai cái sườn đen trắng, diễn sinh âm dương nhị khí, hình thành nên thái cực đồ, đoàn chính chính là kinh người. Khó tranh đạo tông chủ sẽ bởi vì vậy mà hoảng sợ. Ngoan thấn nho nhã lễ độ nói: tại hạ tên là ngưu ngoan thất tu vi khấu quan kỳ đệ nhị lấy tổ pháp mở ra nơi hoàng cung đặc biệt là đến thỉnh giáo vì na pháp chính danh sau đầu hắn đột nhiên ông lên một tiếng nơi hoàng cung động thiên xây tròn bay quên cháu ở trên bầu trời cái động thiên này cũng to lớn hơn động thiên của người khác rất nhiều như là mặt chân cách mặt đất rất gần Treo trên không chung ngoài trừ tòa động thiên này ra thì phía sau hắn không có tới lên đồng tiên khác tỏ vẻ công bằng đạo tôn chủ nhìn về phía đối diện chỉ thấy trên không chung có một đạo sông dài ở trên mặt sông có một vị nữ tử mặc trang phục lộng lẫy bên cạnh còn có một thiếu niên áo đen trong lòng nghiêm nghị hứa ứng hắn biết hứa ứng lúc trước ở côn lôn thần kiều hứa ứng vì bảo vệ nguyên vị ương cảm ứng võ đạo bên kia đã đánh rất là nhiều tông chủ, môn chủ, hắn chính là một trong số đó. Hứa Quỳnh Đạo tông chủ tự biết là không phải đối thủ của hứa ứng, cao giọng nói. Cái con đại xạ tổ trảng này chính là tổ kỹ của người hả? Người để cho tội kỹ của người kêu chiến ta, chẳng lẽ là, là cố ý bôi nhỏ Long ẩn Tông ta sao? Hắn hạ quyết tâm, chỉ để hứa ứng thừa nhận, liền tới lên ngủ Long Cọc hóa thành ngũ đại thần long bay múa chung quanh tiên cọc đem đại xà cùng với hứa ứng cùng nhau dạo sắc hứa ứng cười nói <cười> đạo tông chủ hiểu lầm rồi ngụ ngoan thất chính là bằng hữu của ta lấy đầu hữu xưng hô cũng không phải là tọa kỹ gì hết hắn đích thật chính là yêu tộc luyện ký sĩ hôm nay chính là cảnh giới đề nghị khấu quan kỳ muốn dùng cái cảnh giới này cùng với người động thủ lý luận mạnh yếu về tổ pháp ở trong na pháp ơ à. Đạo tông chủ nghe vậy yên lòng Lên nhìn ngoan thất thầm nghĩ Một con Diện cổ cử thú thú bỉ mà thôi Thân thủy thì là lớn Nhưng mà đầu óc cũng có mấy lưỡng đâu Đoạn trước Không có thần thông tin dịu gì Còn không phải là dễ dàng như chớ bà ta sao chứ Cũng được Ta liền lý luận với hắn vậy Hắn cười nói <cười> Ta mấy ngày trước tôi luyện đến trọng lâu kỳ rồi kiếm một chút tiện nghi về cảnh giới ha À, không sao Hứa ứng giận dò Thất giả dạ. Lần này ngươi động thủ Ta cùng với ngươi ước pháp khoảng 3 chương Thứ nhất là không được vận dụng thiên đạo phụ dân Thứ hai là không được vận dụng luyện khí thần thông Thứ ba là không được sử dụng pháp bảo Đạo thông chủ cười nói Hứa của anh ước thúc nhiều như vậy Hắn còn lý luận cái gì với ta nữa chứ ừ, Ngươi quên đấy ừ, tự sao là khách Người ra tay trước đi Ngoan thất nghe được hướng ứng phần phó Nói Na sư tu luyện là đạo tượng Đạo tượng cùng với thần thông luyện ký sĩ Cũng không sai biệt lắm Bản thân của ta chính là đạo tượng Bởi vậy ta cùng với người lấy thần thể đánh nhau Hắn thúc dục Nê hoàng cung động thiên phía sau đó Câu lấy tiên dược ở hỗn động hải Nhất thời sinh cơ bàn bạc bà cuồn cuộn mà tới Chào vào trong cơ thể cùng với kim đăng Nguyên theo đạo từ hương trời sinh Thế lực gần như là tăng lên gấp 10 lần khí huyết càng giống như là biến rộng mênh mông vô thượng vô hạn thân hình của hắn khẽ động lập tức truyền đến tiếng sấm sét đầy trời đạo tông chủ nhìn lại chỉ thấy đại xạ kia hiện ra chân thân so với vừa rồi còn khổng lồ hơn rất nhiều một đạo thân thể vô cùng thô to, to như là kình thiên chi chủ quét ngàn qua đều đến bốn phương không khí ầm ầm nổ tung nơi thân thể kia đảo qua lôi kích chung quanh không ngừng thanh thế kinh thiên động địa để tốt lắm Đạo tâm chủ quát to một tiếng Lập tức cử thiên vận động Từng con thương long từ trên bầu trời Thăm dò thân thể Hướng ngoan thất mà trao tới Cùng lúc đó Đạo tâm chủ hai trưởng nâng lên Trước mặt hiện lên một vần cửu long bích Hiện ra cấu tạo hình thuẫn Chính là chính con thần long bế trong thuẫn Luận về thần thông Thì thần thông của hắn đã đạt đến cực hạn long ẩn tông Mặc dù các đệ tông chủ cũng chỉ là như vậy Oanh lên một tiếng Sau một khắc cái đuôi của quan thắng Đã nghiền nát cửu long bích Dùng lực lượng thuần túy phá vỡ thần thông Trực tiếp quét lên người của đạo tông chủ Cái đuôi thô to vô cùng đảo qua bầu trời Long ẩn tông Long ẩn tông Nhất thời nhắc lên một trận lốc xấy, Bẻ gãy cỏ cây ở trên đỉnh núi Rừng rậm cũng phá hủy một mảnh Ngay cả mấy trăm đệ tử Long ẩn tông Cũng bị cái cơn gió lốc kia cuốn đến đứng không vững thân bất do kỹ mà bay lên không trung lăn lộn trong cơn lốc xoáy hình trụ này đạo tông chủ lại bị đập đến miệng phun ra máu tươi bay ngược trở đi chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ phi hành nhanh như vậy bịch một cái cách đó hơn 10 dặm hắn đập xuyên qua một ngọn núi phía sau đỉnh núi là loạn thạch bay tán loạn hắn chỉ lạ đem đỉnh núi này đập đến xuyên qua ngoan thân hoảng sợ vội vàng há miệng hít vào đem cái cơn lốc một mình nhấc lên hút vào trong bụng mấy trăm đệ tử long ẩn tông bị cái cơn lốc này cuốn lên thấy mình bị cơn lốc cuốn đi hướng ở trong miệng của đại xà khi rơi xuống một đám vàng niệm đều thành cho bụi thầm nghĩ bọn họ không phải đến lý luận nào pháp tổ pháp gì bọn họ đến việc môn á à. bọn họ bay vào trong miệng của đại xà cơn lốc dừng lại lại đi tới một thiên địa khác giống như là một tòa động thiên đầy trời tinh thần bay ra sâu thẳm tinh mến ẩn chứa đạo vận khó hiểu Bọn họ còn chưa kịp nghiên cứu liền thấy động thiên kia mở ra Đưa bọn họ đi ra bên ngoài Mọi người lại trở lại ẩn Long Sơn Một đám kinh nghi bất định Đột nhiên Đạo tâm chủ giận giữ gào thét không dứt Cả người đều là máu bay trên tới bên này Ngũ lông cọc cho trên bầu trời Long ẩn tông nhất thời bọc phát ra từng đạo tiên quan Năm cái con thần long Quán quanh cái gốc cây thô to kia Nhào nhào chấn động lông lân Cái râu rộng tung bay sắp thức tỉnh Chuyên gia Hứa ứng nhẹ giọng nói Chuông lớn bay về phía trước Lên kê một tiếng vang thật là lớn Chấn đến việc để dãy núi Nhất thời vách chuông hiện lên Vạn vật đạo tượng tiên Quang rực rỡ Từ trong chuông bắn ra Chính là giang sơn hồ nước Long phượng kỳ lân Hoa điểu trùng ngư Vân thiên hải sắc Các loại đạo tượng Cũng cho nên càng ngày càng chân thật Chuông lớn vừa ra Lại có phong thái của tiên khí trước một bước chấn trụ cái cột ngũ lông còn chưa có hồi phục tiếng rít giận dữ của đạo tông chủ nhất thời ngưng lại vừa vàng dựng lại thân hình khom người thi lễ nhò nhã lễ độ nói hứa quỳnh ngô đạo hữu của nà tổ công pháp này đích thực là rất giỏi ở đạo mẫu chỉ là tu luyện đến luyện khí pháp môn không có tu nà pháp khó có thể chống lại được kính xin hứa quỳnh tu cái cái chu này lại chương lớn bay trở về không có chấn ám cọc ngủ lông nữa hứa ứng ném đến một phần ngọc giản cười nói kinh ngọc giản này có ghi lại chính là nê quàng cung tổ pháp đào tông chủ cầm đi tu luyện đi đào tông chủ bắt lấy ngọc giảng kinh nghe bất định Anh mắt cũng lê lên nói hứa quỳnh chẳng lẽ là muốn thu hoạch đào mẫu hứa ứng cười ha ha phất phất cái tay mang theo ngoan thất sở tương tương cùng với đại chung cùng nhau rời đi trên ẩn long sơn đạo tông chủ sắc mặt âm tình bất định nhìn đến một thiên pháp môn mở ra na tổ động thiên ở trên ngọc giảng chậm chạp khó có thể hạ xuống quyết định bắt lão thằng tiên đã trải qua cồn lồng kịch biến đã phát điên rồi chính là tính toán thu hoạch long bản tông của ta đúng không vậy chứ hắn thấp giọng nói nhận định tổ rất là tốt chỉ cần để cho ta tu luyện tổ pháp lao thập tử nơi hoàng cung này Là có thể trăm ngàn năm sau đem lòng ẩn tâm của ta từ trên xuống dưới thu hoạch hết thảy ờ, Nhưng dạng nhất đây không phải là cạm bẫy thì sao chứ Ý nghĩa này xuất hiện liền không thể ngăn chặn Đạo tâm chủ nhìn chăm chăm ngọc giản trong tay Như là nhìn chăm chăm cái ma vật có thể kích thích tâm ma Trong mắt có sợ hãi còn có nóng lòng muốn thử Đến ngày hôm sau, có tin tức chuyển đến Lông Ấn Tông ba 000 dặm về phía Tây Bắc Môn chủ lệnh Hồ Nguyệt Chiếm giữ âm dương môn Ở trên núi lửa lớn Bị một con đại xạ đánh bại Thua rất là thê thảm Kiên thuyết kể rằng Con đại xạ kia tư luyện tổ pháp nào đó Đã mở ra nơi hoàng cung động thiên của Na Tổ Thực lực cường đại Có thể trong nhóm mắt đã tăng lên chiến lược gấp 10 lần Đánh bại lệnh Hồ môn chủ Âm dương môn phái của tiền gia Chỉ dùng có một chiêu Lệnh Hồ Nguyệt có được ngọc giản này không nhỉ? Đạo Tông Chủ trong lòng khẽ động Sai môn nhân trong cơ sơn môn Tương mình đi đến núi lửa lớn Tới gặp Lệnh Hồ Nguyệt Khoảng cách giữa âm dương môn Cùng với Long Ẩn Tông quá là gần Bởi vậy từ trước cho đến nay Không có đối phó Nhưng khi Đạo Tông Chủ lấy ra ngọc giản Có khắc tổ pháp Thì Lệnh Hồ Nguyệt nhất thời đôi buông lòng cảnh giác Cũng lấy ra một viên ngọc giản Hai người nhìn nhau mỗi người đều tự đối chiếu nội dung trong ngọc giảng đều giống nhau như đúc ta lo lắng bắt lão thần tiên muốn thuộc hoạch âm dương môn nên không có tu luyện linh hồn nguyệt nói đào tâm chủ tiếp tục ta cũng có cái loại hoài nghi này cho nên cũng không có tu luyện cái ngọc giảng na pháp này hai người đang thương nghị nên xử lý ngọc giảng như thế nào thì lại có tin tức chuyện đến ở phương bắc cáp mô sơn Hạ Hùng Nguyệt Tông Cũng bị một con đại xà khiêu chiến Hạ Hùng Nguyệt Tông chủ Tiếu Bạch Thanh không có địch lại Là một chiêu bại trận Đạo Tông chủ cùng với lệnh Hồ Nguyệt Vội vào khởi hành Chạy tới Cốc Sơn Đi đến Hạ Hùng Nguyệt Tông Chỉ thấy trong tay của Tiếu Bạch Thanh Cũng có một quả ngọc giản Giống như đúc với bọn họ Ba người hít một hơi lạnh Nói Bật lộ thần tiên rốt cuộc muốn thu hoạch bao nhiêu người đây chứ lúc này lại có tin tức truyền đến thiên khôi môn chủ thạch lương sơn lại bị con đại xà ngu thất đánh bại mấy người kết bạn chạy tới thạch lương sơn nhìn thấy thiên khôi môn chủ lại có tin tức truyền đến cửu âm giáo chủ ở cửu Dạ sơn lại bị bại dưới tay một con đại xà hội ngu đạo thông chủ lệnh hồ nguyệt có đám người này một đường truy tung truy tung hơn hai tháng liền ở bên người liền tụ tập hơn hai trăm vị giáo chủ, môn chủ, tông chủ đều bị ngu ngoan thất đụng rớn các pháp danh đánh bại. Càng đáng giận chính là cảnh giới luyện ký sĩ yêu tộc kia còn thấp hơn bọn họ một cảnh giới. Bọn họ thua thì không nói đi, mà trong tay còn có hứa ứng là tăng thêm một viên ngọc giảng, trên đó còn khắc chính là nơi hoàng cung tổ pháp. Bọn họ đạt được tổ pháp nơi hoàng cung, ngoài miệng nói là không thể tu luyện, nhưng mà đều lén lén luyện. Bởi vì Hướng đã hướng cho bọn họ chứng minh được tổ pháp cường đại Nếu như là Ngươi không tu luyện Thì những người khác so với ngươi là mạnh hơn một mảng lớn Sẽ từ dịp ngươi nhỏ yếu Mà đem tông môn của ngươi thôn tính Không tu luyện Thì chờ đợi bọn họ chính là một con đường chết Bác lão thần tiên này Rốt cuộc sống thành ác long, Hơn muốn trăm ngàn năm sau tôi quạch toàn bộ thế nhân đây mà đã kết thúc tập 101 của bộ truyện Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nếu các bạn thấy hay hãy cho góp nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha Hẹn gặp lại các bạn ở tập 102 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trương nhé